Các bạn ơi, trước khi xem video của sếp Duy Nguyễn, các bạn nhớ like kênh của sếp Duy Nguyễn nha. Nhắc nhở mẹ. Mấy bãi tao nói tụi bay cái trình massage, tụi bay chỉ mẹ đi có nước mà tầm bậy thôi à. Không có thần tí gì hết á. Bài ướt là sao? Bài ướt là vuốt. Tại vì khô mày không vuốt được, vuốt rách da sao? Ở trong là khí nóng, ở ngoài là khí hàn. Chơi hàng băng chữ chúng chết thầy ơi, tụi bay sao luôn á. Vuốt trụ, vuốt trụ. Xin chào mấy em đến những giây phút tâm tình của anh Duy Nguyễn. Thì ở trong đây là có toilet quận 12 á, nó rất là vang. Nói chung á thì nó khoảng không, nó trống lộng vậy nè. Nó có chỉ có đơn giản là mấy cái tủ đồ, mấy cái phòng tắm, mấy cái bồn tắm 26 triệu bồn bờ này nọ kia hết. Thì nó cũng rất là vang. Anh không dám nói lớn sợ nó vang mấy em. Alo vang không? Chắc vang đúng không? Thì mệt quá. Bây giờ anh nói chuyện nó đứt gãy rồi, nó không còn mạch lạc nữa. Anh tập xong rồi đi, mà đi cầu thang chịu hết nổi. Tập superset. Superset xong rồi cái tập cardio. Giờ anh chuẩn bị anh xông hơi. Tại vì khi anh xông hơi á, anh không tính xông hơi đâu. Mà anh nhớ là mấy anh đào ruột của anh trong massage đó mấy em. Nó hỏi anh ủa anh Di tập gym vậy rồi anh Di có xông hơi không, mà sao mỗi lần anh Di vô đây anh Di tối ngày rủi em xông vậy. Cái thì anh mới nói rằng má ơi, ở trong phòng gym của anh á thì nó có hai cái phòng xông hơi. Xông hơi hồng ngoại, xông hơi nhiệt, xông hơi gì cũng có hết á. Nhưng mà nó không có xong là biến xong lắm. Tập xong rồi đi uống súp, xong rồi nghỉ ngủ thôi chứ xong siết khỉ gì. Vô đây chẳng qua có em với ngồi đây thì anh xông với em cho vui thôi. Chứ khi mà xong với mình á là nó vé nó phải super VIP. Em hiểu không? Tại vì sao? Tại vì khi mà người ta xông với mình á là người ta phải uống khăn đi. À người ta phải, nói chung là người ta phải trôi make up, rồi người ta phải trang điểm lại. Đó, người ta phải tút lại đầu tóc thì nó tốn tiền cho cái khâu đó nữa. Hiểu không? Nên mình phải lo cái khâu đó nữa. Nói chung là cũng ít có chỗ nào có lắm. Còn bây giờ á, cái phòng xông hơi này á thì tụi nó làm á thì anh bỏ tiền cho tụi nó làm thôi. Anh cứ yêu cầu tụi bay làm tới phòng xông hơi sauna đi. Nhưng mà anh không có theo dõi mấy em. Nên giờ anh qua đây anh thấy nó cũng những cái nó chưa được chuyên nghiệp lắm nha. Tụi em phải để cái chữ là sauna trên đây nên ta biết sauna. Còn không á, em dán đề can á, em dán đề can có chữ sauna ra đây nè, để người ta biết đây là sauna má ơi. Nó tưởng nó phòng tắm mà vô nó đái thấy mẹ nữa bây giờ nè. Đúng không? Cái kia thì không có chữ nó biết không trời. Vô lộn. Đó, hiểu không? Nói chung á, rồi xong cái nữa, rồi cái ghế á mà nằm ở trong cái phòng sauna đó đừng làm ghế gỗ ông ơi. Ông ơi khùng hả mày? Cái ghế trong phòng sauna đó tụi em làm cái đá bình thường thôi. Đúng không? Ghế đá của Minh Thuận á, bài gì tăng trường, cái bài gì tình thơ, hàng ghế đá sân tàng cây gốc sân trường đó thì tụi em làm ghế đá chứ đừng có làm cái gỗ trong phòng. Anh lộn, anh sai em, anh lú rồi. Cái này là steam bag, không phải là sauna. Là bên kia sauna là chị em phụ nữ, sauna hồng ngoại đẹp da đó, trị mụn nha mấy em. Còn ở đây nam á thì anh làm steam bag thôi. Nhưng mà nếu mà tiêu mấy anh mà ấy á mà muốn có sauna đó thì anh làm thêm cái anh đặt ngay đây cũng được, chỗ ông Đạt ngồi đó. À, vô đây á thì tụi em đồ chùa mà cứ kêu nhân viên nó mở ra xong thôi. À, tập xong á mình xong 10 phút 15 phút thôi, đừng xong nhiều quá nha, đừng ham xong nhiều quá nó rút hết nước chết đó. Thì cái này được set up là 50 độ tối đa, nó lên 50 độ xong nó tắt xuống 48, nhảy lên 50 48, nhảy lên 50 về hoài đó. Còn anh xong với mấy em á thì anh xong 55 mấy em. Rồi anh là xong hơi thuần tí nha. Anh là anh xong hơi là phải cho ra mồ hôi ngon lành. Đó là anh chỉ xong hơi thôi. Còn nhiệm vụ của mấy em với phòng xong hơi là gì? Làm mồ hôi, đưa nước đồ thôi vậy chứ. Chứ thằng này mà làm gì mà chùi miệng ghê mày. Muốn nói tao dẫn đi chứ làm gì mà nãy giờ mày làm mày chùi cái miệng. Thôi tướng mẹ nhà đi. Xíu quách cũng còn nữa đi đâu. Nghe em. Vô nó nhấn vài cái, đau em ơi, nhẹ, đau. Xong rồi cái hồi, ủa anh đau hả, hồi lật ngửa ra đi. Thế em từ, anh. Thôi vô xong mày ơi. Đã quá. Wow.
chơi hàng băng kiểu chúng chết thầy ơi, chúng tôi sao đi ba? Cho tao sợ không coi. Vũ trụ, vũ trụ. Vũ trụ, vũ trụ. A few minutes later. Wow. Tôi sẽ cảm nhận nha mấy em. Nói thật ra thì cái xông hơi là một cái những tiện ích của massage thôi. Chứ massage người ta không có kiếm tiền bằng xông hơi mấy em. Người ta kiếm tiền bằng tiền bó nha, với tiền vé. Vé là nhiều vô 1 triệu. Bao nhiêu? 3 chai. Đâu? 3 chai tới đâu? 4 chai. Tao dách luôn không? Dách luôn không? Đó. Chứ không phải tao kiếm tiền bằng cái xông hơi. Nên cái xông hơi ở chỗ massage người ta thường người ta đầu tư nó vừa phải thôi. Đó, mà có chỗ nó chơi sốc nha mấy em, nó chơi nó đùa cái nhiệt độ nóng á. Nó cực kỳ nóng, mà nóng nó nóng sốc, nóng hổn. Nó làm cho em chán em ra. Đó, cái đó có. Còn cái xông hơi này á là anh làm việc bằng lương tâm, đạo đức nghề nghiệp. 50 độ thôi, tao bảo đảm mày trong đó mày không có muốn ra luôn á. Wow. Trong đó không muốn ra luôn em. Thì giờ có đâu mỗi lần anh khởi động lên điện cũng như đó thôi, đúng không? Thì bây giờ mày ở trong đó 1 tiếng, 2 tiếng cũng sao chả sao. Nhưng mà cái vấn đề là cái đẳng cấp và cái chất. Đó. Thì xông hơi trong đây á, em xông hơi chừng 15 phút thôi. Nó ra nó ép được cái lượng nước khủng khiếp trong cơ thể. Nó làm cho người ta trao đổi chất nó tốt hơn, nó thoáng hơn, nó giải độc qua làn da. Đó. Nên anh Duy Nguyễn thường đi massage nè, với cái Nguyễn Duy uống súp á, nên cái da Duy Nguyễn đẹp lắm, trời nó thoa lâu sầm đồ, nó ngồi nó miết miết cái tầng lỗ chân lông đồ. Đó này nào kia đồ, mình thải độc tố ra nữa nha em. Đó, mình thả những cái chất tồn dư trong cơ thể mình ra ngoài môi trường đó mấy em. Nó nên con người ta lúc nào cũng khỏe mạnh happy hết. Đó, khỏe mạnh happy giờ biết con này mặt nổi mụn không là biết rồi, thua thôi thôi. Thằng này nó vô được mà nó ra không được này. Thằng này vô được mà ra không được mấy em. Nó nên tao tóm lại á, là không phải gì xông hơi của THOL mà anh khen. Anh Duy Nguyễn trải nghiệm khắp thế giới rồi, chứ không phải là ở Việt Nam không. Dịch vụ người ta có chiêu của người ta. Còn ở đây á, đối với anh á là cái này không phải dịch vụ xông hơi, cái này tiện ích thôi. Gắn vô cho tụi em ngồi xong thoải mái đúng không? Rồi tụi em uống bộ ba thần thấm vô, rồi tụi em nét body lean, bụng sáu múi đồ. Anh còn có tiếng, có tâm nữa, có tên, có tuổi. Thì anh không có tội vạ gì làm cái phòng xông hơi đẻo. Vậy thì cái phòng xông hơi này nó chuẩn bị nó được bê bên quận Bình Tân đó em. Bê quận Bình Tân để chi? Để Duy Nguyễn ngày ngày xông hơi, giờ giờ xông hơi, tập xong là xông hơi. Đó. Cái phòng xông hơi bên Bình Tân là sauna cũ nó bị hư rồi. Bây giờ chuyển qua steam bath. Nhưng mà tụi em làm hình thức cho đẹp đẽ nha mấy em. Đi đâu mà nhìn ở ngoài không biết phòng xông hơi luôn ba. Thằng nào vẫn chơi đi massage nhiều nhiều, nó nhìn cái ổ nó mới biết xông hơi đó. Chứ không nó không biết được xông hơi nha. Thôi chia sẻ tụi em vậy thôi. Nói về kỹ năng massage nó còn nhiều nhiều. Mà tụi em đi xông hơi vậy đáng đồng tiền bát gạo không? Xong rồi sao ngồi đây chém gió, tắm rửa này nọ chút xíu, 10 phút sau khô mồ hôi, qua tắm. Còn không á, nếu mà chỉ bí kíp thêm nha, nếu mà tụi em là dân chơi á, dân mình chơi xuống chuyên nghiệp giống nhanh á, thì tập xong tắm qua xong, tập xong tắm, đúng không? Tập xong tụi em cứ tắm xong tụi em vô xong, xong ra nó vậy nè, thì tụi em lấy khăn, tụi em phải có khăn chứ hôm nay không có xài khăn BBT nha. Lúc này cái khăn này không ăn thua, cái khăn này khăn tập, đúng không? Mà đem đi phòng xông hơi nó bị chết nhiệt bị hư cái khăn, nó nên tụi em mang khăn lông á. Ngày nào xông hơi tụi em khăn lông, khăn mấy nhỏ gái đúng khách sạn đi đi ra đó em, khăn đó. Đó thì tụi em ngồi để tụi em lau mồ hôi với tụi em nhâm nhi súp, xong khi mà trong đây máy lạnh mà nó ráo mồ hôi thì tụi em đi về chứ tụi em xong bên đây xong tụi em qua tắm á, họ lỗ chân lông nó bị hở, qua tắm kia có vị Hà Bá đó lôi luôn nha. Không phải giỡn đâu, anh là dân massage chuyên nghiệp rồi, anh nói thẳng mày luôn á, anh mày không giàu nổi là tại đi massage nhiều á. Trời đất ơi, riết massage số nào cũng nhớ hết, nhắn tin vô giải cứu em đi anh ơi. Ủa mới giải cứu 67 mà, giờ giải cứu em nữa hả? Anh giải cứu 67 chưa giải cứu em, thôi giải cứu một cặp luôn đi. Vậy thôi nhóm em ba đứa đúng không, vô làm luôn được đi. Đó vậy đi cho nó lẹ chứ giờ giải cứu quá trời luôn. Anh ơi tập anh cả nể mấy em. Anh thấy người ta tội là anh động lòng, anh muốn giúp đỡ rồi. Nói trời mấy giờ thì hôm nay có 2 tour anh ơi, này nọ kia. Không đủ sơ hụi, tháng này má ốm con đau, hụi tới nơi em vô học thì nó tập lắm. Nhưng cuộc sống của anh nó có những cái gì đó thì em chia sẻ cho tụi em biết. Nó tóm lại á, massage thì anh không dám xưng là số 1.
Nhưng mà thằng nào mà muốn gọi là hơn anh á thì có thể thi đấu với anh về cả kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm, thêm cả năng chịu chi nữa nha. Cứng là gì, mềm là gì? Đó, cứng là đi full bài, mềm mà trụ được nhiều lâu đó. Hiểu chưa, hiểu chưa? Không hiểu coi thì coi tiếp theo chùm video về mà sao nói mé thôi. Moments later. Ủa sao nhìn nhìn mặt mày ngu quá, mày không hiểu cái răng cứng là gì luôn hả? Cứng là gì đúng không? Bà mẹ nó bây giờ massage giờ nè, nó nhỏ nhỏ thì đừng có lớn nha. Bây giờ massage giờ nè đúng không, giá vip thì là 120 phút chứ phải 120 ngàn, biết đó, 1.1, 1.2 gì đó không biết. Nhìn gì có giá đó chứ xíu, chứ khi nào mà có vé mời voucher này giảm 50, giảm tiền vé đâu, giảm tiền bo đâu đó. 1.1, 1.2 là 120, mà vô mà canh đúng đồng hồ luôn. Tụi nó chơi câu giờ lắm, tao nói thiệt với mày, bữa nào tao chà tao chỉ cho mày cái chiêu mày phá con nhỏ này mới được. Nó câu giờ giả mang luôn, vô họ làm có nhiêu trơn á đúng không, vô mà bấm giờ rồi phải không. Ok, nằm úp ra em phải đi nè, đầu tiên đi bài khô, bài khô mày đi đàng hoàng nha, không có chơi hát bài khô nha mày. Mấy con nhỏ kia vô giọng giọng anh ấy khỏe không, ổ đấm bóp massage vuốt mặt đồ, lấy khăn lạnh đồ lao, nó không đi bài khô. Cái bài khô là cái bài đề ba đó ba, cái bài nhấn của từng nguyệt từng thớ cơ mân miên miết miết vuốt đồ này nó đó. Xong rồi xong bài khô mới đi bài ướt đúng không, mà đi bài ướt là phải đi đủ bộ phận chứ không phải là chơi cái lưng của già ba cái vậy thôi nha. Mà bài ướt á là kỹ thuật viên á phải đi đủ luôn, đi bằng bộ phận này nè, đi bằng này nè đùi gối nè, gót nè, mũi nè đúng không. Còn nếu mà bưởi thì đó là bác sĩ khác, cái đó có luôn, cái đó có luôn mà không phải là trong này nha. Đó, cái đó là bài khô, bài khô xong rồi đi tới bài ướt. Bài ướt là gì, là dầu, bài ướt là miết, bài khô là nhấn. Mấy bãi tao nói tụi bay cái trình massage tụi bay chỉ me đi có nước mà tầm bậy thôi à, không có thần tí gì hết á đúng không, mình phải đi massage từng tí cái đã. Bài ướt là sao, bài ướt là vuốt, tại vì khô mày không vuốt được, vuốt rách da sao đúng không. Vuốt là gì, là ví dụ đãi này này nhấn xuống, còn giờ cái này miết đúng không, miết miết theo rảnh cơ á, rảnh cơ hình chữ B, cái là miết cái chữ B, vuốt đó đúng không, xong rồi vuốt vuốt đó, xong rồi đi lưng. Đi lưng là phải có ông nội, đi lưng đúng không, đi lưng xong rồi mày nhắc đi lưng có hai cách đi, một đi bằng gót, hai đi bằng mũi. Đi gót trình cao, đi mũi trình chip. Còn mấy con mới vô làm không dám đi lưng luôn, sợ gãy lưng khách chết đó. Gặp mấy thằng massage đi cũng dám đi lưng luôn đó, thôi đau thôi mày, tình mày tình chip tình chuối mà đi, mà đi cái gì chứ massage gì ba, đi massage mà ngu không biết hưởng thụ đó. Bởi vì thợ làm cho anh toàn thợ cứng tay nghề không à, tay nghề là phải dữ dội luôn, còn nếu mà tay nghề yếu là phải 3-4 kỹ thuật viên đó. Đi là phải biết hưởng ông ơi, chứ ông đi ông toàn mẹ lật cái bụng ra không rồi thôi thua, mà lật cái bụng cũng bằng ai hết em. Mấy cái thằng sứa khảo khảo xạo sứa đó lật cái bụng lên cũng bằng ai hết, lật cái bụng lên cái từ em ơi, này nó thôi mệt chán lắm. Hay thì mua súp đi ba, giàu nghèo mẹ gì, lai xe là đương nhiên rồi, có chùa hoài 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.